Em đi trúc mũ alo rồi em gặp cái em giun sáng này mà không biết là nó là loại gì cô chú anh chị ha. Nó rất là bé, nó chỉ có khả năng là nó nhỏ hơn con tóc luôn nha. Đây là em để em giun hết cỡ rồi đó. Đây. Đó. Cách khoảng 10 phân là không thấy luôn, mờ lắm cô chú anh chị nha. Đây là tầm cỡ 10 cm này. 10 cm, nhưng mà không biết sao mà nó lên cây nhiều lắm. Đây là một loại giun sáng nhưng mà không biết là loại gì của chú anh chị ha. Thân đanh cứng nha. Cô chú anh chị nào biết thì comment cho em biết để em tránh xa nó ra. Bây giờ em đang tiếp cận. À, nó nhiều ha. Lên cây này nhiều lắm của chú anh chị đây nè. Nó rất là nhỏ thôi nha. Mà thân nó đanh. Nói chung giống như giun kim mình á. Y như giun kim luôn á. Đấy, em zoom hết cỡ lên nè để sát hết. Đây. Đó, đây nhiều lắm cô chú anh chị nè. Đây trên lô cao su ha. Sáng đi trước mũ, rất là bất thường.